Rồi, chào tất cả các bạn. Hình như một số bạn nhỏ thách thức đấy, anh có dám nuôi rết và bọ cạp không? Thì đây mình đã mang về một con rết để nuôi đây đấy. Bọ cạp thì mình sẽ tính sau. Trước mắt là mình sẽ giới thiệu với các bạn con rết này đã. Đây thì mình đang cho nó ăn. Cho nó ăn một con dế. Đây mình sẽ cho các bạn xem cận cảnh. Đây nhá. Đây nó đang ăn một con dế này. Đó. Mình thả dế về cho nó ăn. Hơi chói các bạn thông cảm. Ta quan sát qua cái lỗ này. Đây các bạn nhìn này. Nhìn rất là khá là kinh dị. Đấy. Đang nhai ngấu nghiến. Có vẻ là con này bị bỏ đói khá là lâu. Các bạn nhìn thấy hai cái nanh màu đen kia không? Cái đấy nó chích một cái thì đảm bảo luôn. Nếu mà có điều kiện thì hôm sau mình sẽ làm thử một cái clip nó cắn xem bị như thế nào không. Mình nghĩ là nó cắn không chết đâu, nhức thôi. Đây, nếu mà chúng ta có một cô vợ rết như thế này mà dần nó đi sắm giày thì chắc là tốn khối tiền đấy nhỉ. Nhìn nó hơi bị ghê. Nào quay góc độ khác cho các bạn xem nào. Đây này. Hơi mờ xíu. Sao không được đâu. Bị ao tiêu cự luôn rồi. Đấy, rõ ra đấy. Các bạn thấy rằng là một số cái chân trước của nó ôm lấy con dế. Đấy. Còn hàm thì nhai ngấu nghiến. Con dế cũng khá là to đấy mà nó xử gần hết con dế rồi kia. Gớm thật chứ cái loại này. Đấy, nhìn đấy, các bạn thấy hai cái nanh màu đen rõ ràng không? Loại này nó phóng ra cái thì cũng điên đầu đấy. Cả nhà cùng chạy. Đây. Khá là dài. Nói chung là bỏ trong cái chai cái này hơi khó quan sát nhỉ. Chân nó đây này. Tiêu cự chán quá. Đấy. Thôi được rồi. Này, cầm cầm, máy quay. Đây này, mình thử, tôi bỏ ra tay xong. Con này chưa bảy nanh đâu nhá. Hoàn toàn độc đấy. Ui. Nó bị phi ra đấy các bạn. Thôi thôi, cái loại này không phải là thứ để mà chúng ta đùa được. Nó tập cho một cái thì có khi đi viện thật. Được rồi. Đấy, thì con rết là như vậy. Chủ yếu là chân với râu thôi, toàn là chân không. Đấy, các bạn thấy rằng là con dế, nguyên một con dế như mình cho tắc kè ăn thì các bạn biết con dế nó to cả nào rồi đấy, nó ăn hết rồi. Tức là chưa đến 5 phút thì nó xơi hết con dế rồi. Cái nào mà cho thêm con nữa thì chắc là còn ăn. À đây, đây cảnh nó chui mồm này. Mình sẽ cho các bạn xem cảnh nó chui mồm. Cầm. Đây, ăn xong thì lại đến phần lau mồm. Cái tiêu cự nó hơi chán, các bạn thông cảm nhé. Tiêu cự nó bị lấy nha, chật rồi. Làm sao để quay đúng được ta? Có lẽ là do flash, đánh flash sáng quá nên nó lấy tiêu cự khó. Nhìn rõ thế này mà lấy tiêu cự chán thế. Để mình sẽ... Đây, nó chùi mồm này. Đấy. Đấy, ăn xong lại tỏ ra sung sướng. Đấy, râu ngoáy lia lịa. Đấy, úi giời. Hả? Như cái mặt của nó đây. Đáng sợ. Rồi, nằm im rồi, im re rồi. Hả? Nào, chọc 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 cho nó chạy ra xem nào.
Con Red này thì các bạn có thể mua được ở ngoài cái tiệm bán chim cảnh mà như là cái clip trước mà mình đăng ấy. Nó ở nằm trên đường Soviet Nghệ Tĩnh, thì ở chỗ đấy thì cái cô bán chim cảnh của em vừa mới nhập về cái loại này. Con này thì các bạn mua với giá 20.000 đồng một con thôi, khá là rẻ. Nếu nếu bạn nào thích chơi những cái hàng độc, hàng lạ và hàng nguy hiểm, gọi là hàng nóng đấy, thì các bạn có thể ra đây mua nhá. Địa chỉ thì mình quên rồi, các bạn lục lại những cái video trước đây của mình để các bạn xem. Đấy. Nuôi nó rất là đơn giản, thậm chí còn dễ hơn nuôi tắc kè nó đi. Tức là bỏ dế vào, bỏ nước vào, khi nào khát nó uống, đói nó ăn. Đấy, nhìn rất là tởm. Thôi được rồi, còn cái clip bọ cạp thì hôm sau ấy, mình sẽ làm cho các bạn xem sau. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại.